nhìn thấy ra. Bắn ở đâu? Nơi trên mái nhà gì? Trên mái nhà ông? Ừ, đẹp lắm. Huy, Huy đây một quán. Đâu? Huy đây. Đâu ơi? Huy, thỏa đầu đâu? Huy. Ôi, ôi này. Ôi, gửi, gửi đâu ơi? Nó có đây này. Bạn nhìn này. Này. Huy, Huy. Ôi, nước. Ôi, nó phun độc rồi, khép mắt, mở mắt. Bà gặp con rắn to lắm luôn. Được, đi vào xem không? Bà chạy về được không? Con mình này tiếp tục đi giúp đỡ người ta bắt rắn mọi người nhé. Thì nếu mà ai gặp rắn thì cứ liên hệ qua cho ông con mình à. Ông con mình sẽ đến tận nơi giúp đỡ bắt rắn nha. Nó mùa đông rắn nó vào nhà rất là nhiều các bạn. Chắc là bà ấy giòn giòn. Để ý xem thôi. Chắc là nó không khó đâu, chắc nó chạy ra vườn mất rồi. Đi vào đi. Đi vào đây tìm mấy cái bẻ, mấy cái ngàn nhiều hoang sơ lắm. Bà gặp chắc nâu thì nó cũng chạy mất rồi. Ừ, đây có hoang sơ. Ui ôi, nó thỏi đầu đây này. Đâu? Ui, ui, ui này. Ui, người đâu ui. Ê, nó thỏi đây này. Các bạn nhìn này. Này. Ui, ui. Ê, vào đây nó đập chết đó các bạn. Bây giờ bắt sao đây? Đâu, ông vào xem này. Kìa, nó neo lên nóc nhà kìa. Ôi, này, nó có thấy cái mổ tay đấy. Đây một. Đâu, cái đầu này nó thỏi ra ngoài. Thỏi ra ngoài đấy, chứ vào đâu. Chạy ra ngoài không? Đầu nó chui ở trong này thôi. Bắt nó này trước đi, bắt con này trước đi. Ông đóng cửa vào, ông khều bắt con này. Ui, bắt con này, ui mọi người ơi này. Ui, ấy, nó treo đỉnh trong nhà nha. Ui, đây ông này. Ui, khúc to lắm. Ui, nó chui, cái này bắt sao, bắt gì đi. Đây là đầu đây ông ơi. Ui. Ấy, nó quấn ra đấy đấy. Ui, đầu đâu, đây ông ơi. Thấy không? Đây đây ông ơi, nó nằm đây này. Nó phì đấy. Đây này. Thấy nó nằm đây này. Ôi, đầu đấy. Ôi, ôi. Đi xuống nhá. Chưa không ạ? Ui, đâu rồi? Ôi, ôi, thấy không? Đây ông ơi, nhìn này. Ôi. Này, con này. Mấy con đây này. Ui, ui, mày sao nó mổ đầu này. Ui, sợ chưa này. Quay ra này. Ui, ui, con này phát biểu đây đâu ơi. Đây con kia nó phát biểu kìa. Ui, ui, sợ con này mổ đầu lắm. Ui, 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 nó phát biểu đây. Ui, mấy con đi. Ui, đi đu, đi đu. Ui ui, chặt thế. Ui ui, kìa bạn nhìn này. Chặt lắm. Ui, nó đúng đuôi các bạn ạ. Đúng đuôi, đúng đuôi. Hai con bị gặp đúng quái vật rồi. Đấy, nó xuống. Đón nó xuống. Xuống đi. Xuống theo ạ. Ê, ê, ê. Nó phun. Ôi, ôi. Ê, ui, nó bành cổ. Đâu có xuống đâu vậy? Nó bày lên này. Ôi, chặt năm. Nó mắc đây rồi. Hai con mày gặp qua này khó rồi. Nè ơi, con gặp máy qua đây con để con thử này. Đúng đúng đây. Con bày bày kia này. Ôi, đời nước. Ôi, nó phun đau quá. Nó phun đau rồi. Khép mắt, mở mắt. Tránh xa nào. Ôi, con này nguy hiểm lắm.
Vâng, bắt đầu anh để ấy đó. Nguy rồi các bạn, nó phun nóng luôn các bạn. Ui ui. Ui ui. Này nó phun nóng vào đây có bắt được rồi. Ui ui. Cái gì? Còn pha khó đâu ạ. Toát mồ hôi rồi đấy, hay bỏ chứ. Khoan ui ui, cái này bỏ làm sao được. Tao tìm cái cây xem nào mà tao phải khơi. Mà nhìn nó nằm đây thì nó còn mới toát mồ hôi các bạn ạ, không thể bắt được. Mà nó quá khó khăn luôn. Này, cho ngắn ngắn thôi. Tuấn vào đây này. Đấy, nó nằm kia này là mình không thể đến gần được các bạn nhé. Đây qua đấy này. Đấy. Và nó cái pha này. Mà tấm này quá nguy hiểm luôn các bạn này. Này, nó ngã mồm này. Này. Đấy, đấy. Nó còn là quá khó bắt. Đó con này nó cẩn thận cái lưng máy nhá. Yeah. Bắt con này trước á. Cái đuôi đây. Nó quặp đuôi đây đâu. Được rồi, ra rồi. Đây không ạ? Tấm đuôi đâu? Quấn chưa? Rồi. Ui ôi. Nó còn quấn vào cây nữa. Dây đỡ nó mặc cái này nữa. Ủa? Ê ông ơi, xuống ông ơi. Ê ông ơi, xuống rồi, xuống cả rồi. Đây. Đấy. Ừ, sao này đã ông ơi. Sao sao. Một đôi đây. Úi dồi ôi, một đôi trên mái nhà này nhá. Úi dồi ôi. Cho nó túi, cho túi. Cái thằng nào bãi bỏ bãi chặt thì về là phải rồi. Ôi dồi. Toát mồ hôi rồi. Không thèm chui nữa. Nó bực. Ngang thế. Mày cứ nỉ với ông thế này. Mày. Thế mày. Thế là ông tức rồi. Úi trời ơi. Không quẩn đâu. Ông đứng sang bên kia đi. Úi giời. Rồi. Còn một con này thì giải quyết thì chắc là dễ. Để cho buộc quá. Đây rồi. Bà nhìn, bà thấy, bà chạy, bà chạy. Nó nằm đây này các bạn này. Để nó cắt thịt của nó này. Mấy khúc của nó đây nhá này. Đấy, bà nhìn kìa. Nó cũng tròn ở đây luôn. Ấy, ơi, cây. Có cái cây đâu. Ê, nó đập vào lưng mày. Đây không ơi. Đấy, đây rồi. Ui, bạch nhau đó. Cái này có nhà này. Đi. Con này khó khăn cả chúng rồi đó. Ra đây không? Con này đấu ở đây à? Con này đấu ở đây không? Xuống đấy à? Con đấu đâu? Đấu đứng ngoài này rồi. Đi đây rồi. Ui dồi, đầu vô trong kia rồi. Đây rồi. Đấu. Ui, đấu đây. Đấy. Đưa ông đưa cái cày đây. Ông kéo nó xuống đây. Đây rồi, ông ơi. Cái đầu đó. Đấy, nó chết rồi. Xuống tí à. Ui dồi, được rồi. Rồi. Nướn mày. Mày nướn đi. Đủ nít vào. Ủa. Đây rồi. Quá này. Ui dồi, mồm nó đi. Mặt cái phản khó. Thầy khó, nó phản là khó không nhỉ. Đến đây mà. Ôi. Nó không chui đấy. Hôm nay nắng lên nằm lên đây phơi không ạ?
nắng ấm mà mấy ông. Nó có đùn ở đây đâu. Đấy cây nó đùn. Nó mắc ở cái cây này này. Đấy, đấy. Cái đuôi nó còn cóc vào đây. Ông đứng ra đây, ông cầm đồ, đứng ra đây, ông cầm đồ, đứng ra. Đấy, nó ra đấy. Đấy, 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 đấy. Rồi nó co vào ấy. Đây rồi. Nó co vào. Ui. Ui giời ui. Cực chặt đấy. Ui. Phải nói cực không ạ? Ê ui nè, 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 rồi, đọc nè. Nó ra tay tao nè. Ui, ui đây. Nè, cái vào, vào vào cái chỗ nè chết. Mà đút 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 vào tao chưa được. Ô, vắt vắt ra, vắt ra đây. Không rửa tay cái, không vào chỗ nứt nẻ tay là hỏng. Đây còn gì đây. Ôi, nhìn này, cái bánh này. Cái này á, nó vào cái nứt nẻ tay là cũng dính độc luôn đấy. Chứ không phải là ấy đâu. Thôi mọi người ạ, có lẽ là video của ông Co kết thúc đây bạn nhá. Ông Co mà cho rắn vào đây đã. Hôm nay ba con này phải thấy cực nguy hiểm đúng không ạ? Cực nguy hiểm nhỉ. Hơi bị khó.